Mình sống ở thành phố Hải Phòng từ khi còn nhỏ, và cách mà mọi người hay nhắc đến Hải Phòng thì là thường gắn liền với cái tên là Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ. Nhưng mà trong mình thì không chỉ đơn giản là chỉ có hoa phượng đỏ vậy, mà mỗi lần nghĩ đến Hải Phòng thì mình thường hay nghĩ đến ẩm thực. Có lẽ Hải Phòng trong mình là có 10 đặc trưng. Thứ nhất là bánh đa cua. Mình thực sự rất là thích món ăn này từ nhỏ luôn, tại vì là nhà bác ruột của mình bán món này rất là nổi tiếng và từ rất là lâu rồi, từ khi mình còn rất là nhỏ cơ, mình không nhớ được nữa. Và quán bánh đa cua của bác mình thì ở ngay cổng trường cấp 3 trường Nguyên Hãn. Nếu mà các bạn có dịp ghé Hải Phòng thì mình nghĩ là các bạn nên thử một lần ở đó. Rất là rẻ, rất là ngon. Thứ hai là biển Đồ Sơn. Mình thực ra cũng rất là ít đi biển Đồ Sơn, nhưng mà mình nghe nói là cứ khách du lịch nào tới Hải Phòng thì cũng cũng muốn đến biển Đồ Sơn để tắm biển, rồi để thưởng thức những món hải sản ở đó. Thứ ba là hoa phượng đỏ. Cái đường trung tâm của thành phố Hải Phòng thì cứ đến mùa hè là mình phải dùng từ chắc là ngát trời luôn, toàn một màu đỏ của hoa phượng. Thứ tư thì là chợ sắt. Nếu mà nghe đến từ chợ thì chắc là mọi người thường nghĩ đến các gian hàng. Thế nhưng mà chợ sắt thì ở đây không phải như vậy. Thì nếu mình nhớ không nhầm thì chợ sắt thì như là một tòa nhà rất là lớn ở ngay trung tâm thành phố thôi. Có khoảng hình như là 3 tầng. Và ở đó thì mọi người mua bán trao đổi những cái linh kiện điện tử, những cái đồ điện tử. Mình cũng chưa mua ở đó bao giờ, không biết là xuất xứ từ đâu, nhưng mà rất là nhiều, rồi loa đài âm thanh, tất cả mọi thứ. Và đấy cũng là nơi mà các tỉnh khác mọi người vẫn hay nhắc đến để có thể mua được những đồ điện tử. Thứ năm là chợ Cát Bi. Và đây là một cái chợ mà có rất là nhiều đồ ăn vặt, và mình đoán là tất cả những đồ ăn và có ở Hải Phòng thì đều quy tụ lại đó. Và mình đoán đây cũng là nơi mà tất cả các học sinh, sinh viên của Hải Phòng thường biết đến và thường hay ghé thăm rất là nhiều. Thứ sáu là quảng trường Nhà Hát Lớn. Và đây là một cái quảng trường rất là rộng. Và mình thấy thường là mọi người hay có mặt tại đây vào lúc tầm khoảng 6-7 giờ tối. Thường thì mọi người thường ra đây để tám chuyện này, chụp ảnh này, trượt patin, hóng mát. Thứ bảy là nhà kèn này. Mình không biết chính xác lý do tại sao nó có tên là nhà kèn ấy, nhưng mà xuất xứ của nó thì có từ rất là lâu rồi, từ thời Pháp. Và mọi người thì thường hay tập trung ở đây, đặc biệt là giới trẻ, giới underground, những bạn trẻ mà yêu thích hip hop thì thường hay tập trung ở đây. Và thường thì cuối tuần thì thành phố hay tổ chức những buổi giao lưu văn nghệ cho tất cả mọi người tới xem. Thứ 8 là con gái Hải Phòng. Nhiều người thì nói là con gái Hải Phòng rất là hung dữ, nhưng mà cũng rất là xinh. Và Hải Phòng thì có rất là nhiều hoa hậu nổi tiếng, nổi bật nhất là Phạm Hương, Nguyễn Thị Huyền. Thứ 9 là Hải Phòng còn là một nơi nuôi dưỡng rất nhiều các làn điệu dân ca, ví dụ như là hát chèo, hát đúng, và còn có múa rối nữa. Và cuối cùng, thứ 10, Hải Phòng còn có rất là nhiều những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như là nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Ngô Thị Miên, nhạc sĩ Đỗ Nhuận và ca sĩ Thu Phương.